kế tiếp lại là một cái câu chuyện xảy ra ở tại Hà Tiên, mà cụ thể hơn đây chính là căn nhà của bà ngoại anh. Cái câu chuyện là như thế này nè. Anh nói cái thời điểm xảy ra câu chuyện này á là vào năm 1998. Thời điểm đó ở cái nhà của bà ngoại anh á, thì nhà bà ngoại gồm có hai phần. Một cái phần á thì để cho con cháu ngủ nghỉ ngơi này nọ lỡ cặp mé xong. Còn một cái phần nhà trên bờ á, để buổi sáng bà ngoại sẽ buôn bán đồ ăn sáng cho người dân trong xóm người ta ăn. Nó có hai cái phần nhà vậy đó. Anh nhớ không lầm, cái ngày hôm đó là cái ngày 10 tháng 7 âm lịch, cũng gần tới đám giỗ của ông ngoại rồi. Giờ đó thì cũng mới sáng sớm à. Mấy cái người dì của anh á thì tập trung ở nhà trên để buôn bán cùng với bà ngoại. Ở cái phần nhà dưới cặp mé sông này á, còn một cái bà dì của anh, đó chính là dì Chính. Bà đang lay quay bà nấu đồ ăn dưới này nè. Thì bà đang đứng nấu cơm á, bà mới nghe cái giọng của một cái ông đàn ông nói từ phía sau lưng của bà. Mới nói là: "Ê Diệu ơi Diệu, nhà mày còn bún cháo gì không, mày làm cho tao tô Diệu." Lúc này á thì Chính ở dưới này có mình ên hà, bà đang nấu cơm nhưng bà vẫn nghe rất rõ cái giọng nói của người kia luôn. Bà cứ tưởng đâu á là ai sáng sớm người ta đi mua đồ ăn sáng, nhưng mà người ta không biết chỗ để mà mua. Thành ra bà mới nói giọng ra, bà mới nói là: "Má của tôi á, bà bán bún ở trên lộ á, sao mà không lên trển mua đi mà." Vừa nói tới chữ mà thôi thì dì Chính bà xỉu ngang một cái ập giữa sàn nhà luôn. Mà cũng kể từ cái lần đó, khi mà dì Chính bà xỉu rồi đó, thì ở trong nhà của bà ngoại anh xảy ra rất là nhiều chuyện lạ kinh thiên động địa luôn. Nói thêm về nhà của bà ngoại anh, bên cạnh những cái bà dì của anh á, thì bà ngoại còn có thêm hai người con trai nữa. Đó chính là một cái người cậu. Cái cậu này á tên là Cường, nhưng mà từ nhỏ cậu Cường này á bị sốt bại liệt. Ổng bị liệt không có đi đứng gì được hết trơn á, chỉ ngồi đó một chỗ thôi. Cậu này mặc dù bị tật nguyền không có đi đứng được như người ta, nhưng mà cậu có một cái khiếu là cậu vẽ tranh rất là đẹp luôn, rất là có cái tính nghệ thuật. Còn thêm một cậu nữa, đó chính là cậu Tài. Cái cậu Tài này á thì không có vợ con gì hết trơn á, tối ngày ăn chơi lêu lỏng gì đó, mà uống rượu uống chè, và đặc biệt rất là hỗn hào luôn. Có những lần á chửi thẳng lên trên bàn thờ ông bà gì đó. Như thường lệ á thì bà ngoại của anh thức dậy rất sớm, tại vì bà ngoại phải buôn bán đồ ăn sáng cho người ta cho nhà trên á, bà ngoại thức sớm dữ lắm. Riêng cái bà dì Chính của anh á, do là bà ở dưới nhà dưới, bà chừng nhà, thành ra là bà dậy rất là trễ. Tuy nhiên cái ngày hôm đó không biết sao á, 1-2 giờ sáng thôi thì cái bà dì Chính của anh á, bà mới thức dậy. Bà cầm cái hộp thuốc á, bà mở ra bà hút một lần 6-7 điếu thuốc luôn. Do là mấy chị em đang ngủ với nhau mà mới 1-2 giờ khuya hà, tự nhiên nghe cái tiếng động quẹt quẹt thuốc nè, rồi hút thuốc, cái mùi khói thuốc nữa. Tại vì tự nhiên bà hút một lượt 6-7 điếu thuốc, cái mùi rất là hôi luôn. Thế là cái ông cậu bị tật nguyền á, cái cậu Cường đó, ổng mới nằm ổng nghe tiếng động, ổng nghe cái mùi hôi thuốc quá đi. Ổng mở mắt ra thì thấy cái bà chị Chính của mình, bà đang đứng ở đó, bà hút thuốc phì phèo vậy nè. Mà trong khi hồi đó giờ, dì Chính của anh á, bà có biết hút thuốc bao giờ đâu. Thành ra cái cậu Cường nè, cậu mới hỏi: "Ê, bà không sợ má hay sao mà giờ này bà hút thuốc vậy trời?" Nhưng lúc này đáp lại cậu Cường á, cái dì Chính của anh là mới trả lời á: "Ai là chị của mày mày?" Lúc đó là cậu Cường ổng sợ rồi nha, ổng thấy lạ lạ rồi đó. Thành ra ổng mới khều cậu Tài á, cậu Tài đang nằm kế bên. Ổng mới kêu: "Tài Tài, mày dậy Tài, mày coi thử coi bà Diệu á, bà bị cái gì kìa Tài." Thấy như vậy á thì cậu Tài ổng cũng lờm cờm ngồi dậy, ổng ra ổng mét với bà ngoại. Nhưng khi nói với bà ngoại chạy xuống chỗ này á thì thấy là cái bà dì Chính của anh á, bà chui vô mùng bà ngủ im re rồi. Do đó thì bà ngoại cũng bán tính bán nghi dữ lắm, cũng kêu thử á, cái cậu Cường á, kêu thử mày kể cho tao nghe coi. Cậu Cường cũng kể lại toàn bộ sự việc hồi nãy á. Bà ngoại nghe thì cũng ậm ừ vậy thôi, tại vì thực ra đó bà ngoại của anh á theo đạo Thiên Chúa, đạo Công giáo, cũng không có tin gì mấy. Rồi cũng thôi à, bà ngoại về ngủ, thế là cũng hết một ngày. Ngày hôm đó là cứ tưởng cái bà dì Chính của anh á bả bị mộng du không hà, nhưng mà thật ra không phải. Tại vì qua tới ngày hôm nay nè, dì Chính bả cũng bị y chang vậy nữa, cũng vào cái khung giờ đó, tầm khoảng 2-3 giờ khuya đó, thì tự nhiên bà dì Chính á bả mới thức dậy. Bả đi qua tới cái chỗ ngủ của cậu Què với cậu Tài luôn, hai ông đang nằm ngủ vậy nè. Bả qua tới chỗ của người ta, không phải kêu thức dậy vậy trơn á, mà kế bên chỗ ngủ của cậu Què đó, ổng có để một cái cuộn băng cassette với lại một cái máy cassette gì nè, cái máy để nghe nhạc thời ngày xưa đó. Ông cậu Què ổng rất là quý luôn, tại vì ổng chỉ ngồi một chỗ à, ổng có cái tính nghệ sĩ nữa, ổng thích nghe nhạc dữ lắm, nghe nhạc còn vẽ tranh tối ngày một góc đó vậy đó, ổng quý cái máy đó dữ lắm luôn. Trời ơi, tự nhiên bả đi tới cái chỗ ngủ của người ta, bả cầm cái máy cassette lên, bả cầm máy dơ lên gì nè, bả đưa xuống một cái rầm, cái máy nó bể tanh bành hết trơn luôn. Lúc đó thì cậu Què với cậu Tài á, hai ổng mới giật mình thức dậy. Cậu Què ổng mới nhìn xuống đất á, thấy cái máy của mình bể rồi, ổng mới tức, ổng mới chửi cái bà dì Chính luôn. Ổng hỏi cái con quỷ, mày làm cái gì mày đập cái máy cassette của tao vậy mày? Nhưng mà đáp lại cậu Què lúc này á, không phải là cái giọng điệu của dì Chính nữa, mà đây là cái giọng của ai á, nói một câu vậy nè: "Thằng Tài, mày đi làm cho tao một cái ly cà phê liền cho tao đi mày." Nhưng mà lúc đó hai thằng chỉ nhìn nhau thôi, đâu có biết gì đâu. Một thằng thì Què, một thằng thì còn nhỏ xíu à, đâu có biết nhờ ai, phải đi nhờ người lớn thôi. Thì lúc này á, cái cậu Tài á, ổng phải chạy lên nhà trên á để mà kêu bà ngoại chạy xuống. Khi bà ngoại xuống tới dưới đây á, bà ngoại mới thấy là bà dì Chính á, bà cũng đang nằm trên võng rồi, cứ tưởng đâu ngủ không à. Nhưng mà không có phải, càng tới gần á, càng thấy kỹ thì cái tướng nằm của bà quá là ghê đi. Tại vì bà dì Chính á, bà nằm trên võng gì nè, mà cứ đưa lòng thòng hai cái giò chạm đất, cái đầu cũng đưa xuống đất luôn, cắm cái đầu xuống đất mà cái tóc nó dài, nó chạm tới cái sàn nhà nè, nhìn thấy ớn muốn chết vậy đó. Do đó thì bà ngoại mới đứng bà hỏi:
Ba hỏi nãy giờ mày làm gì vậy Diệu? Mày quậy cái gì vậy? Nhưng lúc này trả lời lại bà ngoại không phải là cái giọng của dì Chính, mà cái giọng của ai hồi nãy giờ á mới nói với bà ngoại: tao không phải là nó, mà đêm nay tao về á, tao trả thù nguyên cái nhà của mày nè. Vừa nói dứt câu thôi là kiểu như là có ai đang xuất ra khỏi cái người của bà dì Chính là vậy đó. Tại vì bà nói xong á là bà xỉu ngang luôn, bà xỉu ngay ra cái giọng gì nè, bà nằm chết chân ở đó. Mà cũng kể từ lúc này á, bà ngoại bắt đầu suy nghĩ rồi. Bà ngoại mới nói là: ủa hồi đó giờ á, nhà mình có gây thù chuốc oán gì với ai đâu ta, mà tại sao người ta nhập vô con nhỏ này, người ta nói vậy chứ. Suy nghĩ hoài không ra thì tự nhiên bà ngoại mới nhớ lại có khi nào là hồi lúc mà ông ngoại ông đi lính á, ông gây ra chuyện gì không trời. Rồi qua tới đêm hôm sau, cái đêm đó cũng đúng là cái đêm rằm tháng 7 luôn, còn khoảng 4 ngày nữa thôi là tới đám giỗ của ông ngoại của anh rồi. Thì cái đêm đó cũng ngay vào cái giờ này luôn nè, tự nhiên là mọi người mới thấy cái bà dì Chính của anh á, bà không có ngủ, mà bà cứ ngồi bà gục gạt gì nè. Cái đầu của bà thì đưa xuống, mà cứ gục lên gục xuống hoài vậy đó. Thì ai cũng biết chắc chắn đêm nay sẽ có chuyện, người ta sẽ về ta nhập vô nữa nè. Do đó thì bà ngoại mới kêu cái dì Sáu á, bà ngoại mới nói là: con Sáu, mày với thằng Tài á, ẵm thằng Què lên nhà trên đi, để nhà dưới này á, tao ở đây với con Chính, thử coi người ta nhập vô nó người ta nói cái gì nữa. Bắt đầu lúc này, ở cái nhà dưới đó là chỉ có mình ên bà ngoại với cái bà dì Chính đang đối đầu với nhau thôi. Bà ngoại ngồi đây, bà dì Chính bà ngồi đó. Bà ngoại cứ liên tục đọc kinh của đạo Thiên Chúa, đọc kinh hoài vậy đó. Thì ngoại cảm nhận giống như là mặc dù bà dì Chính á, bà bị nhập rồi, nhưng bà không dám xâm nhập và không dám tiếp cận tới bà ngoại, tại bà ngoại đang đọc kinh mà. Cứ đi vòng vòng ra phía sau lưng của bà ngoại vậy nè, mới nói giọng như một câu á: chồng của mày hại tao á, thì mày cũng đừng có mong mày yên ổn, tại vì nó chết rồi, mày cũng phải trả cái nợ của mày. Mặc dù biết người ta nói nha, bà ngoại nghe rõ luôn, nhưng bà ngoại vẫn ngồi đọc kinh. Tại vì những người đạo Thiên Chúa, người ta giữ được cái bình tĩnh tốt dữ lắm luôn, đọc kinh hoài vậy đó. Một hồi bà ngoại ngưng á, thì mới thấy là cái bà dì Chính á, bà nằm bà xỉu ngang ở đằng sau lưng của mình rồi, xỉu đó rồi đó. Thì bà ngoại cứ tưởng mọi chuyện đã êm xuôi không à. Bà ngoại không có tin á, thì tới bây giờ bắt buộc bà ngoại cũng phải tin nữa. Tại vì mọi chuyện nó xảy ra trước mắt rồi, bà ngoại biết cái câu chuyện này có liên quan tới hồi đó ông ngoại còn sống, ông ngoại đi lính, có giết hại gì ai đây nè. Do đó thì ráng tới qua sáng ngày hôm sau á, bà ngoại không có bán bún, bà ngoại để cái quán này lại cho dì Sáu bán. Bà ngoại mới đi qua tới nhà của cái ông thầy này khá là hay. Vừa tới cửa nhà của ông thầy này thôi á, thì ông thầy mới là: thôi chị Năm đi về nhà đi, chồng của chị á chưa có cho tôi vô nhà đâu. Cái thằng đó bây giờ nó không phải là ma nữa, nó là quỷ rồi chị Năm ơi, nó mọc 4 cây nanh rồi chị. Thôi bây giờ chị về giùm tôi đi. Bà ngoại mới khựng lại liền luôn. Bà ngoại nói là: ủa sao lạ dữ trời, tôi chưa nói vậy chân á, mà tại sao ông lại biết, mà ông nói câu đó, ông kêu tôi về chứ. Nhưng mà thôi, dù sao cũng đã lỡ tới nhà của thầy rồi, ngoại mới cũng ráng ở lại. Ngoại nói: thôi bây giờ á, thầy có thể nào cho tôi cái bùa gì đó để mà được bình an được không, người ta đừng có hại tới gia đình tôi được không? Thầy nói: được, làm gì thì cũng được, tôi cho lá bùa thì được đó. Nhưng tôi nói chị Năm một điều nè, hai cái đứa con của chị á, tới năm 26 tuổi á, tụi nó cũng chết rồi chị Năm ơi. Rồi sau khi thầy nói xong á, thầy có đưa cho bà ngoại một cái lá bùa bình an để mà để trong nhà đó, hạn chế không có cho người ta dám tiếp xúc nữa. Nhưng mà đó chỉ là cái phương pháp ở ngoài lề thôi, chưa có vô trọng tâm. Đồng thời lúc này, trong khi bà ngoại vẫn còn ở nhà của thầy, chưa kịp về tới nhà nữa, thì ở nhà cái bà dì Chính á, bà lại bị nhập tiếp. Mà lần này á, bà bị nhập còn ghê hơn nữa. Bà nằm sải lai trên võng vậy đó, mà hai cái mép miệng của bà vậy nè, giống như nó muốn trào cái máu ra luôn. Con mắt của bà nó giận mà nó long sòng sọc lên vậy nè, như là cái người đó bây giờ á, đang muốn ăn tươi nuốt sống cả nhà của bà ngoại anh vậy đó. Mà trùng hợp thêm một cái nữa, đó chính là cũng trong ngày hôm đó luôn, tự nhiên mẹ của anh nằm chiêm bao á, mới thấy ông ngoại về. Ông ngoại mới dặn với mẹ đó: vài ngày nữa tới đám giỗ của cha là con phải về nghe chưa. Khi mà con đi về á, con ghé Hòa Phầu á, cái xã Hòa Phầu á, con rước ông thầy hé về đây cho cha. Khi mẹ anh thức dậy á, thì mẹ thấy rất là lạ luôn. Tại vì kể từ cái ngày mà ông ngoại của anh mất á, không bao giờ mẹ thấy ông ngoại trong mơ hết trơn á. Mà tại sao lần này gần tới đám giỗ, ông ngoại lại báo mộng cho mẹ biết cái chuyện này, mà lại kêu mẹ là bắt buộc phải về dự đám giỗ nè, rồi rước ông thầy hé về nữa. Do đó thì mẹ mới thấy lạ quá đi, mẹ mới ra cái chỗ điện thoại bàn á, mẹ điện cho bà ngoại, mẹ báo cái chuyện này cho bà ngoại biết. Ngày hôm đó cũng là ngày 16 âm lịch rồi, định là qua ngày hôm sau á, mẹ sẽ chạy xe đi về Hà Tiên á, để mà dự đám giỗ của ông ngoại, tại vì hiện tại nhà của anh lúc đó đó là đang ở Bến Tre. Khi mà báo cho bà ngoại xong rồi á, tới chiều ngày 17 âm lịch, bắt đầu mẹ cũng sửa soạn đồ để mà về với Hà Tiên dự cái đám giỗ của ông ngoại. Nhưng mà trên đường về gần tới nhà rồi đó, mẹ mới nhớ lại cái lời dặn của ông ngoại trong mơ, đó chính là phải ghé nhà của thầy Hía, rước thầy Hía qua nhà của ông ngoại luôn. Mà cái thầy Hía này ngày trước khi mà ông ngoại còn sống á, ổng cũng chính là một cái người cấp dưới của ông ngoại, cũng làm thầy bùa thầy pháp gì đó. Khi mà mẹ của anh cùng với thầy Hía vừa tới nhà của bà ngoại rồi đó, thì mọi người bắt đầu chia nhau ra làm công việc. Tại vì một số người á thì sẽ đi chuẩn bị những cái thứ nào đó để mà làm đám giỗ cho ông ngoại, ngày mai ngày mốt đã tới rồi. Còn riêng cái phần của dì Chính anh bị ma nhập á, cũng phải xử lý. Bây giờ á, cần phải có mẹ của anh nè, bà ngoại và ông thầy Hía, ba người này phải cùng nhau trị cho dì Chính của anh phải hết, coi có cái người này là ai mà nhập vô dì Chính của anh mấy ngày hôm nay vậy chứ. Do đó thì ở ngoài ai chuẩn bị cái gì không biết, riêng ở trong này á, thì thầy Hía bắt đầu làm phép. Thầy làm phép lên trên đầu của bà dì Chính á. Làm xong rồi thầy mới hỏi là sao.
bị bắn mấy viên đạn vô đầu, có đau không? Ngay lúc đó là vẫn có bà ngoại của anh đứng trước mặt của dì Chính luôn nha. Thì tự nhiên là dì Chính mới chỉ thẳng vô cái mặt của bà ngoại gì nè. Bà mới nói đó, chồng con này nè, nó bắn tao 2 viên, nhưng mà tao không có chết. Rồi sau đó nó cầm cây súng á, nó thọc vô họng của tao gì nè, nó cầm cây dùi cui á, nó đập vô đầu của tao, rồi tao mới chết đó. Thành ra bây giờ tao về, tao đòi mạng, tao đòi cho tụi nó trả cho tao 2 viên đạn tao mới chịu. Nói xong nó cười một tràng cười rất là ghê luôn. Do đó thì thầy mới nói là thôi bây giờ á, mọi chuyện nó cũng qua rồi, quá khứ rồi, cái đó là chuyện của lịch sử. Bây giờ ngày đó đó, hai phe đối đầu với nhau thì chắc chắn sẽ có người này chết hoặc là người kia chết. Thôi bây giờ nó lỡ bị bắn chết rồi á, thì theo tôi đi, tu tập đi, rồi đợi ngày siêu thoát. Chứ bây giờ người ta đang còn sống, trả thù là trả thù cái gì? Nhưng mà cái bà dì Chính của anh bà không có chịu. Bà nói không, tao đợi chừng nào á trả được cho tao 2 viên đạn tao mới chịu đi. Thầy chưa kịp làm gì hết là bà dì Chính á, bà ngã ngang rồi. Sau khi mà cái vong nó xuất ra khỏi người của bà dì Chính rồi đó, thì ông thầy Hía ông lắc đầu, ông nói thôi cái điều này nếu như mà nó xuất ra rồi á, tôi không có làm gì được hết trơn á, tôi bắt nó không có được nữa đâu chị Năm ơi. Thôi nếu như bây giờ nó ra rồi á, tôi cho chị Năm 3 lá bùa. Một lá đó chị cho con Diệu nha, đó chính là dì Chính của anh đó. Còn lá còn lại á, chị cho thằng Tài nè, một lá nữa thì chị cho thằng Què. Cái lá bùa mà tôi cho con Diệu á là cái lá bùa mà khiến cho ma quỷ không còn dám nhập vô người của nó nữa. Còn cái lá bùa mà tôi cho thằng Què với là thằng Tài á, hai cái lá bùa này á là để tiêu trừ bệnh tật, không có bị bệnh giặc nữa nghe chị Năm. Chị thôi cầm giữ cái lá bùa này đi, chứ tôi không có làm gì được hơn nữa rồi. Rồi khi mà nghe ông thầy Hé nói vậy là mọi người biết thua, không còn làm cách nào được nữa hết trơn á. Thôi thì ngày hôm đó cái đám giỗ vẫn diễn ra bình thường, tại vì mọi người vẫn biết á, làm gì thì làm, đám giỗ của ông ngoại tới á, vẫn phải làm cho đàng hoàng chút. Cũng nhờ những cái lá bùa của thầy Hé đó thì gia đình của bà ngoại anh bắt đầu được bình an trong vòng vài năm. Tại vì tới vài năm sau, đúng cái năm mà cậu Què được 26 tuổi đó, thì ngày hôm đó lại xảy ra chuyện nữa. Ngay cái đêm đó thì tự nhiên bà ngoại nằm chiêm bao, bà ngoại mới thấy là có một cái người đàn ông tầm khoảng 40 tuổi mà không có rõ mặt. Cái người này đang dẫn cậu Què đi mà nắm tay cậu Què vậy nè, rồi quay mặt lại nói với bà ngoại á, chị Năm ơi, chị tha lỗi cho em nha, tại vì anh Năm chồng của chị á ảnh ác với em quá, thế bây giờ em phải trả thù mới được chị ơi. Cái người đó nói xong á là bà ngoại mới thấy là cái người đó cứ nắm tay mà lôi cậu Què đi hoài vậy nè, dắt cậu Què đi hoài luôn. Bà ngoại cứ nắm lại mà không có được, kêu cậu Què lại hoài vậy đó, nhưng cậu Què vẫn đi theo người ta. Một hồi sau á thì tự nhiên bà ngoại tỉnh dậy. Bà ngoại vừa giật mình dậy thôi á thì ngoại mới nghe trong phòng cậu Què, cậu Què mới kêu một tiếng má. Vừa kêu xong thôi á là bà ngoại chạy vô kiểm tra, cậu Què tắt thở đã chết rồi. Rồi cho tới 3 năm sau, cái năm đó cái cậu Tài của anh á cũng được 26 tuổi luôn. Tự nhiên ngày hôm đó thì mẹ của anh lại nằm chiêm bao thấy ông ngoại về. Ông ngoại mới nói là nó mất dạy lắm, nó bất hiếu dữ lắm luôn, nó chửi má mày, rồi á nó đập cái bàn thờ của tao nữa. Thôi lần này á tao để cho người ta bắt nó luôn, tao không có thèm năn nỉ nữa. Trong cái giấc mơ đó, cái vía của mẹ mới hỏi thẳng luôn ông ngoại. Mẹ mới hỏi là ủa cha, cha nói á, cha năn nỉ người ta mà năn nỉ là năn nỉ ai vậy cha? Ông ngoại mới trả lời luôn, ông ngoại mới nói á, ân đền thì quán trả. Cái năm đó tao lỡ tay, tao bắn vô cái đầu của người ta 2 viên đạn, tao đập đầu, tao giết người ta chết luôn. Thành ra bây giờ người ta về, người ta đòi hai cái mạng của hai thằng con trai của tao chết ngay năm 26 tuổi. Tao đẻ thằng Cường ra, nó bị Què nó tật nguyền vậy là tại vì tao đập đầu người ta chết đó. Mà cái lần đó thằng Cường nó bị bắt đi, nó chết nhẹ nhàng vậy là cũng nhờ tao. Tao năn nỉ người ta, người ta mới bắt nhẹ nhàng. Chúng thôi, người ta hại nó chết nặng nề đau đớn hơn rồi. Còn riêng cái thằng Tài, cái thằng này nó bất hiếu, nó quậy phá, nó phá cái bàn thờ của tao á, nó quậy dữ vậy đó, thành ra tao không có năn nỉ ai hết trơn á, nó chết cũng vừa lắm rồi, nó chết là đáng dữ lắm. Những cái lời nói của ông ngoại trong giấc mơ của mẹ đó rất là đúng luôn, tại vì cái năm đó cậu Tài của anh á lên 26 tuổi. Cái năm đó cũng chính là cái năm mà cậu Tài bị người ta bắt đi luôn. Lẽ ra nếu như mà cậu Tài là một cái người hiền như người ta đó, ông ngoại ở dưới có thể xin lỗi với người ta rồi người ta bắt đi một cách nhẹ nhàng, nhưng mà do cậu Tài của anh quậy phá quá đi, ông ngoại coi như bỏ, không có thèm xin xỏ gì hết trơn á, người ta bắt đi một cách rất là nặng nề. Tại vì á, chưa đầy 6 tháng kể từ cái ngày mà cậu Tài được 26 tuổi, cậu Tài ăn chơi rất là nhiều, tự nhiên trong người mang bệnh luôn, rất là nặng nề đau đớn trong người nha, mà vẫn nhậu nhẹt, nhậu quà vậy đó, nhậu say về á, thì lại hành hạ, chửi mắng bà ngoại rất là nhiều luôn. Và rồi cuối cùng là giống như một cái số đã được an bài sẵn vậy đó, cũng trong cái năm 26 tuổi luôn, thì cậu Tài cũng đã chết và trút hơi thở cuối cùng, tại vì bị bắt một lượt hai căn bệnh trong cái năm còn rất là trẻ tuổi luôn, bị bệnh gan với bệnh ung thư phổi, nghĩ vậy đó sao mà sống nổi. Hai cái viên đạn mà ngày xưa ông ngoại đã xả súng bắn vô đầu của người ta chết á, thì bây giờ bù lại gia đình của anh đã phải trả bằng hai cái mạng của hai người cậu vào cái năm 26 tuổi luôn. Còn đây là một cái câu chuyện kể thêm về cái chết của cái người cậu Què, tại vì cái người cậu này chính là cái người cậu mà anh yêu thương nhất luôn, ổng rất là hiền. Anh còn nhớ rất kỹ luôn, ngày hôm đó là ngày mùng 4 tháng 9, trước cái ngày mà đám giỗ của ông ngoại anh hơn một tháng trời luôn. Ngày hôm đó thì anh có đang ngồi chơi với cậu Què vậy nè, cái cậu Què mới sai anh á, mày ra mà lấy cho tao tờ giấy, nhưng cây viết tao vẽ chơi coi. Thì đưa cho ổng tờ giấy xong,
anh mới thấy là ổng vẽ như là cái hình dáng của hai người lính đang đứng nhắm bắn nhau vậy nè. Cái anh mới hỏi, anh hỏi ủa cậu què vẽ cái gì vậy? Ổng nói nè, tao vẽ ông ngoại mày ngày xưa đó, ông ngoại mày ngày xưa đi lính đó, bắn người ta vậy đó. Mà phải nói cậu què rất hay luôn, chỉ ngồi một chỗ thôi đó, ổng vẽ được những cái thứ rất là đẹp luôn. Trong khi đó, ổng có vợ đi ra chiến trường đâu, mà ổng hình như qua được á, hai cái người lính đang đứng nhắm cây súng bắn nhau qua lại vậy nè. Rồi sau đó cậu què còn nói với anh á, sắp tới á, tao sắp được bay rồi, tao không có còn ngồi nữa đâu, tao toàn là bay không vậy đó. Anh còn nhỏ mà, anh nghe vậy để biết vậy thôi, chứ cũng không có làm gì được cả. Rồi cho tới một ngày, ngày hôm đó anh đang nằm ngủ giữa khuya vậy đó, thì anh nằm thấy một cái giấc chiêm bao rất là lạ luôn. Anh thấy trong mơ của anh á, có hai người đàn ông đang đứng nói chuyện với nhau vậy nè. Mà cái cuộc nói chuyện này á, anh nghe rất là rõ luôn. Một cái người á, thì nói với người còn lại. Cái người này mới nói là thôi, tôi xin ông, nó sống tới đây á, nó chịu đau khổ què quặt vậy á, là cũng khổ cho cuộc đời của nó dữ lắm rồi. Nếu như mà ông có bắt nó đó, thì tôi xin ông đừng có làm cái gì cho nó khổ nữa được không? Tôi xin ông vậy thôi hà. Rồi anh mới thấy á, cái ông kia không có trả lời gì hết, mà chỉ gật đầu thôi, gật đầu một cái gì nè. Rồi cả hai ông cùng nhau bước lại dở cái mụn của anh lên. Khi mà anh thấy vậy á, anh giật mình anh tỉnh dậy. Lúc này anh mới quay qua, thì anh thấy cậu què đang nằm kế bên chỗ của anh vậy nè, mà cậu què đang nhắm mắt mà cứ la hơ, 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 cứ la làng hoài vậy đó. Anh không biết phải làm sao hết trơn á. Anh nhìn qua lại bên kia thì anh thấy cái cánh quạt á, nó đang bay lơ lửng lên không vậy nè, giống như có ai mà đang cầm lên vậy đó, mà không thấy người đâu, chỉ thấy cái quạt á, nó đang bay giữa không trung vậy nè. Trời ơi, rất là ghê luôn. Lúc đó đó thì tự nhiên bà ngoại với lại dì Sáu á, mới chạy vô. Thì bà ngoại dì Sáu vừa chạy tới thôi, cây quạt nó rớt xuống đất, nó bể nát hết trơn luôn. Sau đó thì anh mới kể lại mọi chuyện cho bà ngoại nghe. Thì bà ngoại mới nói một câu thôi, ngoại mới nói nó tới rồi. Nhưng mà đêm đó cậu què vẫn còn bình an nha. Tới sáng ngày hôm sau á, thì cậu mới cảm thấy mệt trong người. Cậu mới nói với ngoại, cậu nói thôi má ơi, con thấy mệt trong người quá à, con sợ con cầm cự không nổ quá má. Khi mà nghe cậu què nói vậy á, ngoại cũng biết rồi, ngoại biết sắp có cái chuyện gì xảy ra rồi. Thành ra ngoại mới hỏi, ngoại hỏi mày có muốn ăn cái gì không, mày nói má đi mua cho. Thì cậu què mới nói, má đi ra chợ á, má mua cho con ba khía với lại dưa mắm á má, má mua vậy đó, với lại má cho con ly cà phê sữa nghe má. Nhưng lúc này bà ngoại mới nhớ lại á, cái món ba khía là cái món yêu thích của ông ngoại, chứ hồi đó giờ cậu què chưa bao giờ ăn cái món ba khía hết trơn á, mà tại sao á nó lại kêu mình mua ba khía cho nó ăn chứ ta. Nhưng mà thôi lỡ rồi, bà ngoại cũng biết cậu què không còn sống được bao lâu nữa đâu, thôi thì bà ngoại cũng ráng mua để mà cho cậu què ăn. Sáng đó bà ngoại mua về, ngoại cũng để đó, nhưng mà cậu không có ăn liền, cậu để chiều ngày hôm đó cậu mới ăn. Nhưng mà trước khi ăn á, cậu mới nói với ngoại là thôi má ơi, cái cần điếu của con á, mai mốt mà má không có xài nữa, má bỏ vô tủ á, má cất coi như là làm kỷ niệm của con nghe má, má đừng có giục bỏ nghe má. Tự nhiên khi mà nghe cậu què nói những cái lời đó như là cậu đang trăn trối gì đó, thì ngoại buồn lắm, ngoại mới khóc. Ngoại ngồi kế bên vậy nè, ngoại nói thôi mày ăn đi, mày đừng có nói xàm nữa. Rồi trước khi mà ăn á, cậu què mới cầm một cái chén lên, đây là cái chén cơm, rồi để dài con ba khía lên đó. Cậu mới nhìn chén cơm vậy nè, cậu mới nói ba ăn cơm ngon không ba, có ba khía nè ba. Tự nhiên bà ngoại mới sợ quá đi, bà ngoại mới bỏ ra chỗ khác để đây cho cậu què một mình, cậu què ăn cơm. Cậu ăn cơm xong á thì lại ra tới cái chỗ nằm của mình. Tới khuya ngày hôm đó chính là cái đêm định mệnh luôn. Cậu què la á là một cái, rồi cậu què mất ngay giữa khuya đêm đó luôn. Mà anh nói giống như là cậu què biết trước ngày mất của mình vậy đó. Tại vì trước khi mà cậu chết một ngày á, cậu có nói với anh đó là mai mốt á không có còn tao đi chơi với mày nữa đó, đừng có khóc nghe mày, tao đi theo tao ở gần mày, tao giúp đỡ cho mày đó. Mà anh cũng biết chắc chắn cái điều đó luôn, tại vì cái tuổi của anh á với tuổi của cậu què này rất là hợp, hai người chung có một con giáp à. Cũng trong cái đêm mà cậu què mất luôn, đêm đó anh cũng nằm ngủ chung với cậu què vậy nè. Thì tự nhiên đang nằm ngủ anh cũng rất là buồn, anh nhớ tới những cái lời mà cậu nói với anh ngày hôm qua đó, là cậu sẽ chết rồi cậu sẽ không còn chơi với mình nữa, thì anh buồn dữ lắm luôn, cũng khóc rất là nhiều. Anh mới ngủ, anh thấy trong giấc mơ của anh đó là đứng ở ngoài cái mùng vậy nè, có một cái ông đàn ông, ổng lớn dữ lắm, ổng dở cái mùng của anh ra. Trong khi trước khi ngủ anh tấn cái mùng rất kỹ rồi, tại vì cái nhà này nó sát bờ sông, mũi mồng dữ lắm luôn, anh tấn mùng kỹ dữ lắm. Ổng dở cái mùng lên, ổng mới đưa cái mặt vô, ổng nói trong vậy nè, tới ngày rồi đi theo tao nè mày, thằng em của mày nó cũng gần đi rồi đó. Vừa nói xong thôi thì anh mới thấy là ổng mới nắm cái tay của cậu què, ổng lôi đi, ổng lôi đi ra vậy nè. Nhưng mà cậu què của anh á, ổng không hề chống cự luôn, cậu vẫn đi theo cái ông này và đi theo từ từ nè, và mất tiêu luôn. Rồi anh cũng ngủ tiếp luôn, anh không hề hay biết cái gì hết trơn á. Tới tầm khoảng 3 giờ sáng, anh bị mũi chích quá trời luôn, anh mới thức dậy, anh mới thấy là cái mùng của mình á, nó bị dở ra rồi. Thì đúng thiệt hồi nãy giờ á, cái mùng bị tóc ra, anh mới nhớ là cái giấc mơ hồi nãy, anh nói chết cha, có khi nào là thiệt không trời, có khi nào á, cậu của mình bị bắt đi không trời. Anh quay qua thì anh thấy cậu què cứng đơ cứng ngắc đã chết rồi. Lúc đó là bà ngoại cũng nghe cái tiếng kêu là má ơi đó, là bà ngoại cũng biết cậu què đã vừa chết luôn. Tới nước này thì mọi chuyện cũng đã lỡ làng hết trơn rồi, cậu cũng đã trăn trối với mọi người hai ngày trước luôn rồi. Thôi thì bây giờ cũng chỉ dám nhìn mọi người làm hậu sự cho cậu thôi, chứ anh cũng không biết làm gì nữa hết trơn á.
chôn cất cho cậu què của anh xong, tới 3 năm sau lại làm thêm một cái đám tang cho cậu tài của anh nữa. Tại vì đó là cái người cậu thứ hai mà người ta phải bắt đi. Cái người cậu què thì người ta còn thương, người ta bắt đi trong nhẹ nhàng. Còn riêng cái cậu tài đó phải hành hạ hai căn bệnh rất là nặng luôn, chết rất là đau đớn. Và khi kể tới đây, anh khóc rất là nhiều luôn. Tại vì anh rất là nhớ cái người cậu què của mình. Cái người cậu rất là thân thiết với anh, anh chơi với cậu rất là nhiều luôn đó. Cho tới bây giờ, cũng có rất là nhiều lần anh nằm chiêm bao thấy cậu què về. Nhưng mà lần nào anh cũng thấy cậu bay hết trơn, cậu không có còn la lết tật nguyền là lúc trước nữa đâu. Rất là đúng với lại cái lời trăn trối cậu luôn. Cậu nói sau này tao sẽ bay, chứ tao không có còn la lết như là cái lúc tao bị què nữa đâu. Đúng thiệt là vậy luôn đó. Bởi vậy qua câu chuyện này anh mới nói, ân đền thì quán trả. Mặc dù ông ngoại của anh giết người ta trong cái thời chiến tranh loạn lạc, giết biết bao nhiêu người mà, tới bây giờ rồi, hòa bình rồi, mà người ta vẫn tìm về, người ta bắt để mà trả mạng, trả lại hai viên đạn đã bắn vô đầu của người ta bằng hai đứa con của ông ngoại luôn. Với lại anh cũng muốn gửi tới mọi người một cái thông điệp, đó chính là dù có chuyện gì xảy ra thì hạn chế dùng bạo lực, mình giải quyết một cách ôn hòa với nhau đi, nhẹ nhàng với nhau thì sẽ không có những cái hậu quả như thế này nữa đâu. Nghe tới đây thì câu chuyện ngày hôm nay của chúng ta cũng đã kết thúc.